mới của chúng tôi. Tôi xây thì là chỉ là đợi tiết lộ sau và đảm bảo đấy sẽ là kỷ lục trong cái dự án ở đây. Đó là điểm thứ nhất. Hai, cái tên gọi của tôi đang đặt đó là The Top. Hiện tại ở Dubai thì cái tòa nhà cao nhất thế giới đang 130 tầng. Tôi là 150 tầng. Đây chúng tôi sẽ present tất cả những cái để sử dụng làm thế nào nhà đầu tư có thể sử dụng với cái giá tốt nhất mà làm tiền được nhiều nhất. Thì cái tháp The Top của chúng tôi ấy, với cấu trúc 3 chân cực kỳ khỏe sẽ gọi là có thể chứa được shopping mall, văn phòng, tổ hợp giải trí, cả khách sạn, sân đậu trên sân bay trên top. Và với 150 tầng này chúng tôi sẽ bố trí cho cái không gian sử dụng các bạn sử dụng để bán các cái cho thuê văn phòng này, cho thuê cái mảng đất để mà tạo ra lợi nhuận cực kỳ khủng khiếp. Hiện tại thì với cái như này thì đảm bảo luôn là cái sự độc đáo và tạo cái gọi là thương hiệu cho cái tòa nhà này, tòa nhà cao nhất thế giới. Cái giá trị chúng tôi đưa ra đó là chúng tôi xây cái tòa nhà với 4.600 đô thì cũng có thể complete luôn các cái nhà đầu tư này. Tôi sẽ có một cái cơ chế để mà chúng tôi sẽ không bán theo bán hết mà chúng tôi sẽ bán theo phần trăm. Chúng ta sẽ cùng có một cái margin chung để mà cùng kinh doanh.